And what's the most popular means of transportation in your home? What? No. Do you like to go to the cinema? Movies at the weekend? Why and why not? This weekend, I like to go to the cinema with my friends because in the cinema that watching here watching there make me feel bring me a different feeling from watching movie at home. It had there's a big screen that in high quality, so normally I often go with my friend go to the cinema at weekend when there's some blockbuster that which is the popular movie that I need to watch. That's all. Ok, mình đã nhét mấy cái từ vựng liên quan tới coi phim vô em. Kiểu giống như là popcorn nè, rồi must watch, blockbuster chứ không phải bombbuster nha. Đấy. Bombbuster là cái gì vậy? Phim bom tấn á hả? Đó là phim bom nổ. Đấy. Còn blockbuster nè, blockbuster là phim bom tấn. Đấy. Đây. Đây. Đó. Blockbuster. Đây. Ví dụ như là mình có actor, actress, director hay là kỹ xảo phim kiểu gì đó, hay là mình nói về một cái trải nghiệm của mình, ví dụ như là Deadpool 4 gì đang chiếu nè, Deadpool bây giờ mình đưa thêm vô là bây giờ mình đang sống ở quê nên mình không đi coi được, mình sẽ bắt xe vô Sài Gòn mình coi đó, kiểu vậy đó, cho nó câu trả lời của mình nó khác và nó dài đấy. Chứ không chừng này thì mọi người bình thường đều nói được, ai cũng nói giống nhau hết, nhưng mà cái này là mình sự thật là mình ở quê mình không coi được thì mình bắt xe vô Sài Gòn coi, kiểu vậy. Mình sợ tốn tiền, mà má mình sợ tốn tiền nhưng mình thì không đấy, kiểu vậy. So, nhờ vô thì mình có thể nói yeah, to be honest, hoặc là yeah, to tell you truth. Đấy. Miễn là mình trả lời cái câu đó đúng vô sở thích của mình là được. Đó, hiện tại đơn, I love going to the movies, but, đấy. But, đấy, thêm personal references vô đây, but, I'm living in, đó. Là gì? So, coastal town. Đấy, lấy câu này là coastal town, 2 hours away from Hà Nội. Hà Nội, Hồ Chí Minh City. Đấy. So, we still don't have cinema. Right? So, if I do want to watch a movie, I gotta take a bus or I have to ride a motorbike to Atlantic City. A bigger city, right? Right. To watch movies, okay. And I can combine it with traveling and or a food tour after watching movie. I think it's gonna be make a great date for us, right? Yeah.
great day for us. It's like sometimes it is a change of pace. Có một cái sự thay đổi trong cái nhịp điệu này, là change of pace or something new, add more excitement to our life. Right. Đây là ý kiến của mình. Xong rồi, watching movies brings me a different feeling. Thì ở đây mình phải là compare it to, so với compare it to watching movies at home with a small screen and the theaters. I always have big screens and high quality Dolby sound system with a strong bass and trap bay với trap với sao ta trap boy hả bay bass and treble hả à dễ hả à, chắc là người ta nói như vậy à. Bass and treble à, with strong bass and treble, okay, and makes me feel like I'm living in a movie. I'm one of the character. Yeah, I'm not just a mere audience, but a character in the movie. In the movie. Feeling you right? at the weekend blockbuster popular a must watch. Mình thấy những từ như là a must watch hay là on my list, there's a movie on that's on my list and I'm planning to watch it this weekend, which you know about Deadpool. This is the sequel of Deadpool 1, 2, 3 and Deadpool 3 chưa ta, Deadpool 3 rồi đúng không? Hay là Deadpool 4 rồi. Khi nào anh? Rồi vậy là Deadpool 4 rồi. Deadpool. Vậy là Deadpool 4 ha. So you know about Deadpool 3 and Deadpool 4. Yeah, I'm a huge fan. Chém đi em có thể đổi phim khác cũng được. I'm a huge fan of the Deadpool series. And I can't wait. Can't wait to watch it. I can't wait to watch all my favorite characters on screen. Yeah, I've been rewatching them from time to time. Yeah. From time to time. Okay. Those we have lots of ways to entertain ourselves nowadays. Hay là these days, hay là today cũng được. But watching movies at the theater, at the cinema, right? At the cinema. Is never out of style for me. Okay. Never, hoặc là never goes out of style for me. Không bao giờ hết thời trang thời thượng style này, hết hết hot đấy. Okay. Okay. Mình có thể nào? Mình coi and my two go movie. To go là giống như favorite á, mình có thể nest vô cái to list thêm cái to go vô nữa, là favorite, là mình có từ movie goer, người hay đi coi phim, giống như concert goer, để coi nha, để tránh không biết vui thì đâu coi, đây, movie goer. I'm a frequent movie goer, hoặc là I'm not a frequent movie goer. Mấy người hay đi thường xuyên. But whenever there's something big coming up, I'll make sure I have a ticket to it. Yeah, something that really much piques my interest. Yeah. Something that really piques my interest. Nó phải cái khơi dậy. Pique my interest. Pique. Nhưng mà hình như là dùng cái khúc cái này được không ta? Này, được rồi.
Còn cái peak kia là cái đỉnh cao rồi, không tính. Được được. Peak thì dài. Peak. Giống như đỉnh nhỉ. Kêu lúc đó nói với ta, Peak. nói giám khảo đó, là em nói peak, P I Q U E, do you understand? Đấy. Đó, nói vậy đó. And watching movie brings me a different version from better watching. Ok. Rồi, em dựa theo cái sàn này nói lại xem. Okay, Yeah. so do you like to go to the movies at the weekends? To be honest, I love going to the movie at weekends. But I'm living in Lajes, a coastal town, 2 hours in. It's just a small town, so it don't have any theaters here, so I need to travel to Phan City, a bigger city near me, or Ho Chi Minh City to watch movie. So when in on me media announce a blockbuster coming soon, which is coming soon, I often travel to go to Ho Chi Minh City to watch movie with my friends, because watching movie in theater bring me different feelings compared to watching movie at home. Also in the theater, also we have theaters have big screens, quality screen, and xong rồi. Ồ vậy thôi hả? Nói tiếp đi, nói tiếp đi, coi như đang nói cách hai đi. Nói tiếp đi. Coi như em đang gặp phải nội tâm cách hai đi em. Còn tới lúc đó, tới đang nói phát một người ta kêu tốt tốt em thì tốt thôi. Miễn sao có nhiều chuyện nó nói đến nó kêu mình tốt quá vậy mới ghê chứ. And I also love feelings of watching movie and eating popcorns at the same time. It's so relaxing. And in this year, I have a must watch movie. And I am waiting for releasing this film, and I will watch it. And watching movie at weekends, also it also a way it one up a lot of ways to entertain myself or to that myself. But I, you know, it's also cost a lot. Yeah, cost a lot.
Thì tới cost a lot, it also cost a lot. Thì mình sẽ chốt lại thêm câu gì? Though it's a very interesting way to entertain ourselves, but it also costs a lot, right? Especially for the combos, right? For the coke and popcorn. But without them, it wouldn't be a real movie date, for example. Huh? Without eating popcorn and drinking coke while watching, while enjoying the movie, it wouldn't be a perfect combination. Hay là it wouldn't be a real date, right? So after considering all of the factors, I still want to go to I will still I will I think I'll still keep going to the movies to yeah it's like my way to escape from the harsh reality. Cái này cũng hay nè, mình chạy trốn khỏi thực tại tàn khốc đấy em. Escape from the harsh reality. Please. Lấy con này cũng được. Escape from the harsh reality. Please. Escape from the harsh reality. A girl with spiral tries to get after escaping, she faces harsh reality of the world. Okay, that's good. Rồi, and vậy cũng được. Có điều đó là ở đây mình nói là it doesn't ha, mà làm nó là there's no movie theater here. There hasn't been any movie theaters yet. Dùng hoàn thành vô cho nó ngầu. Đấy. Mình vẫn chưa có quá khứ đơn ha. Đấy. Nếu mà muốn quẹo về quá khứ đơn á thì back in the day when I was ha. Back in the days when I was the student. Đấy. I couldn't function without going to the movies every weekend. Đấy. Thêm cái it sounds like it was a luxury to us students, but I try my best. I try my best to nuông chiều là indulge myself. I try my best to indulge myself in on a budget, gọi là nuông chiều bản thân mình nhưng mà một cách tiết kiệm. Indulge myself on a budget. Indulge. Indulge, indulge. Right. To you, who do you go with, along or with others? Lúc này thì em có thể sẽ 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 vô thời quá khứ nè, xong sẽ vô thời hiện tại nè. Who do you go with? Normally I often go with my friends because I'm watching movie alone is not my style. Because watching movies with friends is have a lot of things to do. We can eat popcorn together and discuss about this film.
I think this is the way to connect my friend and me close up. After watching a movie or a film, we often discuss some things in this film, and this kind of conversation is really interesting because we can share any different opinion or different view of this film in that's it. It's like we can learn to how to share personal opinion with each other. That's all. Okay, còn như cách để nói mà ví dụ như đây nha, video with watching movie alone it's not my thing hoặc là not my cup of tea nha. Đấy. Đó, không phải thing của tôi, không phải cup of tea của tôi. And ngoài ra thì mình có còn nhiều cách nữa ha, ví dụ như là còn gì nữa ta, like á, tell you what you like, you're my cup of tea, dễ thương. Right. I'm not a big fan of watching movies alone. Okay. Không phải fan, big fan, huge fan á. Okay. Rồi em có thể add thêm dramatic lên chút nào. Thinking about sitting alone in big movie theater gives me cringe. Cringe. Cringe này là gì em? Cringe này là giống như nghiến răng lại á, nói chung là cái gì mà nó sớm quá hay là nó đáng xấu hổ quá thì mình sẽ cringe. Yeah, give me something for the cringe and let me die. Okay. Kiểu gì? So embarrassed, right? Thì gọi là cringe đấy, rùng mình à. Đây là verb ha, nhưng nó vẫn là danh luôn mà. Đó, vì danh là verb ha. You make me cringe, là it gives me the cringe đấy. Rồi, em làm tôi phải nghĩ cho rằng là thấy rùng cả mình nếu mà nói được cái cringe này là ngon lắm đó. Rồi, đấy. And it's so, I don't wanna look like a loner. Đấy, tôi muốn nhìn giống như là một cái kẻ cô đơn ha, cho mình ha. Đây, là cái loner. Đấy. Or an outcast ha. A loner, an outcast or something. Đấy. Đấy. Outcast là người bị cho qua một bên. Đấy, an outcast. Đấy. Đấy. Mà đi coi phim một mình cũng là dũng cảm. I used to go watch movies alone once. Yes. Yeah, when that was when I wanted to cry my eyes out. I wanted to cry, mình sẽ gọi là I wanted to bawl my eyes out. Bawl. Bawl. Mom. Yeah.
khóc lòi cả mắt ra. Ball my eye. Ball my eyes out. Ball. Cry thì bình thường lắm, thì mình kêu ball. Just wanna ball. Yeah. Nghe thì nó cũng hơi giống cái tô đó. Nó giống cái hông cái đó là bubble, còn cái ball này nó nghe giống như là cái banh vậy. Ý. Ball. Nhưng mà nói thì người ta hiểu. Ball my eyes out. Đấy, so, đấy, thí dụ như chị kể em về cái câu chuyện của chị đi. Thì that was when I was a student. I want there was something happened and I was desperately sudden. I was desperately sudden. Đấy. Sao nó không dịch vậy? Đấy, đấy. Đấy. I was desperately sudden. Có nghĩa là mình bị người ta làm buồn chứ không phải là tự nhiên mình buồn. Đấy. Đấy. Yeah. Desperately sudden. And so I was desperated. I was desperate. Hoặc là devastated cũng được ha. Cái này là tàn phá nè. Đấy. Hoặc là I was devastatedly distressed. Trầm cảm không? Cái này cũng không phải trầm cảm gì mà là đau khổ, đau buồn ấy. Còn nó có nhiều nghĩa, nó có hai nghĩa. Devastated. Yeah. Mà chỉ sợ chữ này mình không thuộc thì thôi mình dùng chữ này đi, depressed đi, cực kỳ depressed. Depressed. Đau khổ. And I picked a sad movie about a mom and a boy, a grown up boy with Down syndrome, and she was diagnosed with cancer. So she know that she would have to leave her son behind, though he had Down syndrome, and it would be a huge difficulty for him to survive in the harsh society. So she did everything she could to teach him how to get to work, how to go buy food, or how to just sell some grocery stuff, and to make a living for his son. And it was a sad story, but I think at the end we found some lights in that movie, and we got a positive energy. The message that the movie wanted to convey, and that's how we love that we need to be kind to everyone, and the sacred love from mother is always. It's always everything can be temporary, but only every form of love is temporary. It can come and it can go, but for mom's love is permanent. Okay? It's never it lasts forever. So I think that's what a movie can bring up. It brings us the feelings, the visuality, and everything, the sound, very impressive. Yeah, I think that's the only thing that's only movies can bring up that kind of feelings in a very long period of time without getting boring. I'm just saying that in case it's a good movie, it's a worth watching movie. Right. And so cái distress là đau buồn là after watching movies là we often chit chat. Thì mình nói discuss nhưng mà chit chat và the film và đau thắt the conversation bring smile to our faces, right? Bring smile to my face. Có nghĩa là đem nụ cười tới, bring a smile đi, tại vì nó là số ít ha. It will bring smile. Hay là put a smile on my face. Vậy thì mình sẽ nói về mình đi. I really bring a smile to my face. Này, chắc. Yeah. Này, putting a smile on my face cũng được. Rồi. Còn thí dụ như mà làm tôi khóc á, thì mình sẽ nói bring cái gì? Bring gì? Me to tears. Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Lát nữa gửi cho bà đó nghe. Để nhớ.
Please. Bốn từ sắc đó nha. Please, please, please. Chích, 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 chích. Please, 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 don't bring me the tears when I just. Nhạc đó là kết thúc. Rồi, chúng ta về lại với harsh reality nè. And are you planning to do anything special this weekend? Why or why not? Thí dụ nha, mình chia ra hai trường phái là thiệt sự là mình có chuyện gì special mình kể, còn nếu không thì nói không. Nói bình thường cuộc sống ordinary của tôi so far, tôi vẫn cứ đi học đi làm, vẫn cứ làm mọi chuyện, nhưng mà tôi thấy rất fine. Tôi không cần phải gì mới hết, thỉnh thoảng mới thì cũng được, nhưng mà không mới thì cũng không sao, chả sao với tôi cả. Cuộc sống nó không phải là một chuỗi ups and downs như vậy, nó cũng không nhất thiết là phải ups and downs liên tục như vậy thì nó mới gây được cái sự hào hứng. Mình cứ ok, cứ stay usual. I think chỉ khi nào mình mất cái sự mà nó bình thường á, mình mới, và mình lâm vào cái sự bất thường á, thì mình mới treasure được những cái khoảnh khắc bình thường, đúng không? Đó thì mình có thể nói như vậy. Ok, so that's my opinion. What about yours? To be honest, next weekend I will go to Ho Chi Minh City because I have some personal thing has to do, like go to meet my dentist. But also I take my advantage that I will watch a movie which is made from Vietnam. And it called Hai Mui because I read a lot of good reviews about that film, and so I also try give it a try, and support film industry of in Vietnam. So I think yeah, hết rồi chị. And besides that, Tamio, you don't only go to Ho Chi Minh Saigon just to watch movie and then you leave, right? Just you have to do something else besides watching the movies. You can go out for a drink or hang out with friends who you haven't seen for a while. Đấy, kiểu vậy. I think again, yeah, mình có thể kéo xa nó ra kiểu vậy. Besides that, to make a trip more worthwhile out. Đấy. Nó làm cho nó đáng giá hơn thì worthwhile. Yeah, more productive. Hay là time efficient. Hoặc là cost efficient luôn. Đấy. Time efficient. Rất là lợi về mặt giá trị thì I think I'll do something that I can't back home. Đấy, for example, I'll hang out with friends. Hang out with friends. Rồi chỗ này mà whom I haven't met for a long while. Đấy, thì gặp mấy bạn lâu rồi chưa gặp nè. It will be so nice. Yeah, I guess. I suppose you. Yeah, I miss
Bickle. Bickle là cá lóng. Bickle. Cái lộn. Bickle. Tôi nhớ, tôi rất là nhớ vì cãi lộn với tụi nó. Pickle, pickle. Nghe giống như là củ cải muối ấy. Pickle. Còn cái là pickle. Pickle. Sao không có ai ra chữ pickle cho mình vậy? Đó. Chứ chữ cãi nhau là gì? Ai quarrel thì không nói đi. Nó còn chữ cô nữa ta. Nói sai quê lắm. Rồi. Để xem nha. Quarrel. Cái này cũng. Argue. Rồi. Fight. Bigger. Ok. Bigger. I miss bickering with them. Chữ này người ta hay xài là cãi, nhưng mà cãi thường thì dùng bigger thôi chứ không phải là argue hay là quarrel gì hết. Đấy. Yeah. I miss bickering with them. Bicker. Nhận cũng được rồi ha. Rồi. And feelings, cảm giác về cái việc đó. I'm so excited and I'm looking forward to watch this movie. All right. Good thing, yeah. I'll take care of some personal business now. I have some business. I have some personal business to take care of, such as seeing the dentist, watching a Vietnamese blockbuster called High Movie. It's been mình có một câu là bữa nay giờ nó gây ra rất là nhiều tiếng vang, đó gọi là it's making a lot of buzz, như là buzz như thế này đúng không, có nhiều tiếng tiếng vang. It's making a lot of buzz. Create, it's been created lots of buzz. Tiếng vo ve á, nó tiếng của ông nó vang thì mình dùng cái này rất là hợp với lại that's making a lot of buzz. Tạo ra tiếng vang á. Feel buzz. Có điều phát âm khó không? Buzz. Buzz. Đó, những này ta movie hợp nha. Right. Right. Ở đây mình sẽ không nói là I'll try to give it a try, hoặc là I'll give it a try luôn. Yeah. I'll give it a try. And I'll give it a try. Okay. Yeah. Besides that, to make a trip more cost efficient, I hang out with friends, so I haven't met whom. Đây là whom. Whom I haven't met for a long while. It would be so nice, I suppose. Okay, right. So exciting hay excited em? I'm so excited. Excited. Okay. Excited. It's so exciting that I can't wait to see. I can't wait to see it. Vậy thì thay vì nói I'm so excited thì mình sẽ it's so excited. It's so exciting. It's so exciting. I can't wait. I can't wait. Can't wait cũng được cho nó thực tế. Can't wait to see it. Can't wait thì nó cũng tương đương với cái I'm looking forward to. To it every day. Okay. Right. And what kinds of activities do you often do in your spare time?
kinds of activities do you often do in your spare time? Này á, em muốn trả lời sao? Em trả lời như vậy. Để chưa là em sẽ làm nhiều thứ. Tại sao này? Thì, it depends. This my spare time. I love doing different activities. It depends on my mood. When I'm full of energy, I often watch movie or reality show that I can release my emotion freely. But sometimes when I need a calmer activity, I just sit and read the book in my wish list. Once in a while, I just lie in a long couch in my living room and see my house ceiling and turn on my favorite songs. Yeah, em định trả lời vậy. Hai đã ăn chứ. Ở đây hả? Mình có nè. Rachel watch Korean reality shows, talk shows, whatever show that coming up on my YouTube page, right? Hay là cái whatever cái algorithm gì đó brings to me cái thuật toán á. Là cái gì chị đọc hoài chị không nhớ nổi. Có làm gì đó. Cái nhất là L hay sao? L. Algorithm. 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 Yeah. Whatever my algorithm. Pen up chứ không phải là build up. Cụm từ thì nó có thể là build up được nha. Cái negative emotion thì nó build up, nhưng mà khi mình biến nó thành tính từ thì nó sẽ là pen up. Pen up emotion bị dồn nén. Pen up emotions. My pent up annoyance, cái sự bực mình, nó cứ bị tích tụ lại với mình. A frustration. Cứ bình tĩnh trả lời thôi, không sao hết. Nắm được 9 hay được 8 cũng được em. Pent up annoyance, frustration. Không có gì phải lo, miễn là phát âm rõ ràng, có ý là được. Và được cái idiom tốt. Phrasal verb, natural, natural. Đấy. It depends on, my mood cũng được ha. Tùy. It depends on how I feel. Đấy. And I read some books. À, hồi nãy có một lần em đọc về cái chữ I read. I read a lot of good reviews. Đó. Thì chữ đó phải là read, không là read. Đó, yeah. Okay. So, and release my build negative, my pent up negative emotion. Chứ không phải là release my emotion. Release my stress cũng được. Nhưng mà dùng pent up emotion nghe cho nó vừa rồi. Frustration. Bực bội cho người. Irritation. Anger. So annoyance. Right. And mình có một cái cụm từ là tôi không muốn
đổ cái cơn giận của mình lên ai hết á, là tôi không muốn to vent my anger on anyone. So I will find a corner để chút giận in some circumstances. I get really mad, but I don't want to vent my anger on anyone. So I find my favorite corner and just stay there and do something else to distract my mind, to distract myself from that source of anger. Right. Maybe I would pick a good book. I could take a good book. Take a good book. That's on my wish list. Rồi, I lay down hay là I slouch on the couch. Đúng rồi, mình có từ slouch. Chữ này cũng vui chứ. Rồi. And flop. Flop. Chữ này khó lắm, không nhớ nữa. Nếu vậy thì nằm chật bẹt. Slouch on. Nó có một cái từ là relaxing one on one, my couch cushion never looks like the rest of the couch. À, cái này cũng hay nè. Cái này cũng hay nè. Mình có thể xịt cái câu này vô. Ví dụ như my mom always wonder why the couch cushion never looks like the rest of the couch. Thì rồi. Rồi mình có thể dùng cái từ có một cái từ hay lắm ta mà chị không nhớ nổi. Slouch droop là cũng đúng. Slouch against the wall hay là cái này là khom lưng di chuyển ở ngoài. Drooping, drooping, drooping. Drooping. Ngồi nhìn này, ngồi to là drooping. Nhưng mà ở đây sợ không đúng nên thôi, chỉ để nó cho biết thôi. Rồi. And unwind, em có thể dùng chữ unwind này cũng hay. Say thay vì nói là relax thì mình sẽ nói là unwind after a long tiring day. Okay. After a long day at work, nhưng mà mình không after a long day at work nên mình sẽ là mình work from home. So mình sẽ là unwind after a long tiring day. After all the bustle, hustle, okay. just to forget about hustle, my daily life. Này cũng ngon đấy. Cuddle with my cat and yeah. Oh, my cat actually gives me comfort. Cuddle around with my cat gives me give me a sense of healing. Cảm giác chữa lành rồi. Cái tim tan nát cũng là trở lên hết. Nên sợ như vậy. Rồi. Next. Đó. À, thì ra là đó là trong đó là nếu mà nói được như vậy là cũng rất là hay rồi em. Tại vì mấy chị chính chấm họ cũng chỉ nói như vậy thôi. Yeah. And how do you often relax yourself on weekends? Yeah, because on weekdays I'm so busy. So on weekend I often in exotic. So I just lie down on my lie down on the couch and watch movie all day. Also sometimes on weekends I hang out with my friend my friends and talk about something that happened during the week and I've been spend some time with
My family, like grab a coffee or have a dinner together. Rồi, ok. Rồi, mình có thể nói sâu hơn nha chỗ này mình. I don't catch what Kira nói đấy. Okay. Maybe someone will say it's a waste of time just to watch movies and do nothing else. But I, on my book, it's the best way to relax since it gives me immerse myself in movies and forget about my responsibility and my frustration or my tiredness, right? And Yeah. I also spare some time to catch up with my friends, because I don't see them for a whole week, and so we gather, we have a meetup, we have a meetup, hello, we meet up, I catch up with my friends, we meet up at some nice warm nice cafe, right? Some nice cafe with warm and cozy ambience, huh? Ambience, yeah. Where the air is filled with the scent of smell. At the scent of coffee, we share our joy in pain. We keep secrets for each other, since they know their secrets are so safe with me. Your secrets are safe with me. Your secrets are safe with me. And me and the five people I'm going to tell. Hey. Just kidding, and what I nói cũng được ha, and the other five people I'm going to tell, but I'm just kidding, yeah, I'm not that time, that the talkative type, right, and đó, nói vậy chắc là cái giám khảo người ta cũng relax được luôn, người ta cũng vui, người ta chấm điểm cho cao lên sao, đúng không em? Chấm điểm liên tục cho những cái suy nghĩ stress lắm. Mình vui lên một chút. Chấm quá đó mà xuống tới cái người cuối cùng. Khó rồi là khó. Đang lúc đó người đúng khó luôn. Hình như là cái người đó sẽ chấm chấm xong rồi, thí dụ mình có khiếu nại á thì mình mới khiếu nại người ta mới coi lại cái audio để mà người ta chấm lại đúng không? Dạ không, cái audio đó được ghi lại để người khác sẽ nghe mấy chị. À, vậy là hai người sẽ chấm hay là cái người đó chỉ hỏi thôi chứ không chấm? Vậy người đó vẫn có chấm luôn, cái người hỏi giám khảo của mình đi seminar thì vẫn hỏi, vẫn chấm. Xong người coi người ta có ghi âm thì cái người khác xem vẫn có xem lại rồi chốt điểm hay sao á. Chắc hai người xem thử có chênh lệch nhau nhiều không, nó không phải thảo luận nữa, đúng không? Như vậy, như vậy. Rồi, ok, đó. Mình catch up with friends nha. Chứ mình meet friends thì nó bình thường quá. We have a friend gathering. Hoặc là we have a... that's how we function. We work hard all week and we play hard at the weekend. Là mình có cái enjoy our life to the fullest. Mình tận hưởng hết sức. Enjoy myself. Did I have fun in my life? Right. And, right. Enjoy life to the fullest. Fullest. Okay. And okay, that sounds good. How do your surrounding friends? How do your surrounding friends relax? Is there any difference? Yeah.
Just like me, my friends also like hanging out with friends at Wisconsin, because my friend love talking. Love talking with different people, and they my friend also a big fan of Korean dramas, so at weekends we also usually we often spend time together to watch movie together. And sometimes instead of talking each other in at a coffee, we gather some in we gather in someone's house and cooking some meals together, and we chit chat. Gì nữa ta? Nãy mới nghĩ ra gì mà quên. Nói về bạn bè thì nên dùng cái này nè. On the same way. Great to have someone on the same wavelength. Rồi tại sao? Tại vì no one likes being lonely. One seeks for some companion throughout their life, throughout their life, but only the lucky one, can end up having good friends. I think that's kind of luck, good friends surrounding them, No matter. No matter how many they have, the utmost important thing is the quality. Still quality. Quality here means that if you feel safe with them, you can share your secrets, or you can talk without being without fear of being judged, right? You can talk whatever nonsense, right? Without chat about nonsense, right? Whatever nonsense, without fearing of being judged, or caring, having to care about how you look, how silly đi, how silly đi, cho nó nhẹ nhàng you look. I suppose that's what I fulfillment. Không ta, nếu mà nhìn như vậy có hay không ta? Sự viên mãn là tôi seek for. I dream
always treasuring. Treasuring. That's the kind of thing I always cherish. I've always cherished. Treasuring. Tình cảm. Coi như là kho báu vậy. And sometimes when we got it in someone, how we want to spend time, ở đây mình có là to use surrounding social with a fly. Mình có phải là I socialize. The weekends, ở đây mình có weekend, em đọc là weekend nha. Không phải là weekend, weekend, là weekend. 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 Okay. Weekend. The weekends, ở đây nó có hai ngày. Yeah. Ở đây là weekends. Không phải là call. Korean. Yeah. Đến drummers. Drama đến không thì ok, nhưng mà đến thêm S vô thành thành drummers. Korean dramas. 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 Mấy cái A, nếu mà đúng không á, nó sẽ được viết là ơ ở cuối nhưng nó đọc là A. Drama. Nhưng khi nó thành số nhiều á, nó lại thành mus. Là nó lấy cái ơ đó, nó nói cái S nó thành mus. Nó khổ vậy. Dramas. And giống như yogurt, bananas, kiểu như weekends. Mà không là yên thêm S như yogurt, yoga. Okay. Don't worry, don't worry. And social butterfly, ha. Tối tới cuối tuần thì mình hay socialize. Mình hay đi ra để giao tiếp là nọ, xã hội, các kiểu để mình khỏi bị cut off completely from the society. Kiểu như vậy. Reality. Mình khỏi phải narrow minds devoid of imaginary theory cut short gì đây. Mấy người nhiều chữ nói chuyện cũng dài nha. Thì Nếu khi các vị khỏi thực tế thì mình sẽ nói I don't want to get cut off completely from the reality. From reality. Rồi. I want social fly. Em có phải là bất a social or social butterfly không? Hay là a homebody? Chắc là social butterfly. I'm a social butterfly, so I tend to join friends, join with friends, join with my friends, having fun, and I think I'm a born social butterfly. Tôi là người sinh ra đó là social butterfly, thì mình gọi là a born social butterfly, giống như a born singer, ca sĩ bẩm sinh. Sinh ra là đó là ca sĩ rồi, a born singer nha. And then sometimes we want a change, we want a change of environment, một cái sự thay đổi môi trường. No. I want to change đi. We got her in someone's house to cook a nice meal and chit chat about all sorts of things. Yeah. All sorts of things. Đủ mọi loại chuyện. Yes. Right. Rồi sau mình có nói là in the world, a conversation sometimes may sound silly. But who cares? So we have fun in our own way. In our own way. That's why enough for me. And khi mà be on the same wavelength là cùng bước sống ha. Khi mà nói về chủ đề friends á, em nên dùng mấy cái idiom này, nó cũng hay. It's kind of look to have someone on the same wavelength as me. It's really the it's much easier for us to converse
để mà nói chuyện với nhau. It's much easier, for us to converse, nói chuyện when we're basically on the same wavelength. Rồi mình có thể nói là and the other important thing is still the quality. Cái này là mấy ý này cũng hay ha, mình care about how you look. That's the kind of improvement and always cherish. Simple, but it's just something really simple, friends and family. But it would be a total disaster for me if I have to live without them. It'll be a total disaster. It'll be a total disaster for me if I have to live without them. Right. Nhưng ở đây là chuyện không có thật nên mình sẽ nói it'd be a disaster if I have to. It'd be a total disaster for me if I had to live without them. Dramatic, lắm. Okay. Do you like flowers? Yes, of course. Just like adult, just like other girl, I also love flowers. Each type of flowers has a own scent in meaning. Rồi, clarify your idea đi. Every kind of flower has its own meaning, right? Wow. Yeah. Right. For instance, roses. Roses as simple. Roses symbolize for love, but Thế là mình mấy dám vô mấy ông đó không có biết gì đâu mà. Dám vô Daisy means pure love. Thí dụ vậy. Trời ơi là trời. Mấy cha biết gì đâu mà. Nhưng mà các bà thì lại sợ đấy. Kể but, if I'm not mistaken, không vô một con nữa cho chắc. Like sunflower, it symbolize for inner energy in development. Đấy, symbolize nãy giờ rồi mình nói symbols of development. Grow đi. Sunflowers are a symbol of growth. Rồi. Nhưng mà mình nói chung á thì mình không có được để số ít. Mình muốn nói sunflower is the sunflowers are a symbol of growth.
Rồi sao nữa? Okay, bây giờ mình nói về các loại hoa cái mình lý rồi đúng không? Cái mình nói về hoa trong chậu, hoa trong cành, hoa trong bình. Tôi thì tôi thích là cắm bông, má tôi không thích, mà là tôi thích cắt bông từ ngoài vườn, nhà tôi có cắm bông. Tôi hay có một chậu bông ở chỗ tôi làm để tôi ngắm nó, mặc dù nó sẽ chết tôi buồn nhưng không sao, không sao, miễn là trong lúc đó tôi vui là được, kiểu vậy. Có nhiều cách để nói mà đúng không? Thường thì các ngày lễ thì mình sẽ hay đi tặng bông cho mẹ, cho dì, cho cô gì đó. Họ là những người ít khi được nhận bông nên khi mà nhận được thì họ rất là vui. Thì khi họ vui là tôi vui, tôi cũng cần phải nhận bông, nhưng mà ai cho thì tôi lấy. Thấy không, quá trời chuyện để nói luôn. Đó là ý kiến của chị thôi, còn em muốn nói sao đó tùy em rồi. Quá rồi, sao nữa? Bây giờ em phải liên kết cái sunflowers này với cái graduation của em đi. Đấy, mỗi khi mà em thấy sunflower em lại nhớ tới cái ngày đó, vivid memories, rồi ngày đó như thế nào, như thế kia, như thế nọ, em cảm thấy như thế nào khi mà em nhìn nhiều hoa. Đấy, nên em nghĩ là đấy, khi nào mà bí quá thì ngồi kể chuyện xong rồi mới ra được cái feelings đúng không, rồi xong mới ra được cái kết luận lại. Đấy. Chứ không ngồi chẳng lẽ ngồi nhìn cái giám khảo thôi mày hỏi xong chưa để ta đi về. Nói tới sunflowers thì nói đi, nói tiếp đi. For example, in radiation ceremony, sunflower appear everywhere. For example, in my graduation, my parent and my friend also give me sunflower. It make the milestone in my life that I will enter into new gate, like enter adulthood. Thì ví dụ mà không nói được thì thôi à, thì mình sẽ đổi hướng khác. It marked a special milestone in my life, and now every time I see sunflowers in the floral shop, I feel a sense of nostalgic. Hoài niệm. Nostalgic. Nhưng mà có điều á, chữ này là tính từ rồi, để chỉ tìm danh từ thôi. Một cái sự hoài niệm. Nostalgic. 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 Miss. Chữ này nó biết khó mà đọc cũng khó. I feel a sense. Và cái gì đó để coi nào, đi tìm nào của nó đây. Nostalgia. 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 Mình có thì là sense of memory thì cái chắc. Này. Thấy một Feel a sense of nostalgia. à, đọc thử em. Feel a sense À, nó đọc A. of Cái nào mà A thì đọc A thôi. Feel a sense of nostalgia. nostalgia. Okay. Nostalgia. 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 I feel a sense of nostalgia. Okay.
Okay. And it marks a special milestone in my life. Milestone in my life. It marked a special. It marked a special milestone in my life. Rồi. Rồi, rồi đúng không? Bây giờ là em thích hoa là trong bó hay là hoa trong chậu? Em có trồng hoa hay không? Rồi em có đầu tư heavily invest vô hoa hay không? Hay là em chỉ thích hoa, à, nhìn hoa vậy thôi chứ không thích đem về nhà? Em có thể nói về cái preference của em cho cái câu trả lời mình nó dài ra. Hoặc là em coi hoa có phải là sự xa xỉ không hay là một cái emotional boost. Nên nó worth the money, worth every penny, kiểu vậy. Rồi sao? Cháu xin vậy. Dạ. Yeah. But I only love bunch of flowers, not so, and I am not interested in gardening or growing flowers. And flower like a special thing in some important day, so I so in my books flower is a precious gift, and it is worthwhile. Please say again, please. Again, please. Yeah. I think flower is not luxury to me, and it's not it's worthwhile because it's a special thing. Cái while này á, nó giống như cái time. Nếu mà nó is worth my while, có nghĩa là đáng thời gian của em. Ở đây mình sẽ không có worthwhile tại vì nó là it's worth my penny. It worth, nó worth my money. Nó đáng tiền của em. Em nói như vậy thôi. Rồi từ từ nha. Worthwhile là worth the time and money nè. So worth time money. Nhưng mà thí dụ như mình nói đánh giá, it's worthwhile định tăng, valuable định tăng. Đáng giá cho an toàn giao thông. Rồi vậy thôi chắc worthwhile được rồi em. Rồi, xứng đáng. Dạ, nụ cười của ấy. Xứng đáng. Xứng đáng. Rồi. Vậy là được đó. Rồi, so rồi, to me đúng không? To me, for me flowers are not a luxury. Rồi sao nữa quay? Because it's a like special thing and a gift that always make me feel happy in some important days. Mình nói là receiving them on special occasion. Occasion, yeah. Like my birthday, graduation day, my date, it makes me feel cherished and worthy. Tôi cảm thấy là trân trọng.
quá rẻ. At least that the other person gave me some thought about what kind of flowers I love. Yeah, so I think it's a very special way to convey your feelings to the others without saying a word. Yeah. It's a very unique way. Besides gift, besides present, I think giving flowers is a very unique way to convey your feelings to the other person without saying a word. Besides present, I think giving flowers is a very unique way to convey your feelings to the other person. Thay vì mình nói I'm not interested in thì nó bình thường đúng không? Mình nói I have no interest in. I have no interest in growing my own flowers. I just like admiring their beauty. And I tending nè. Tending to là gì em? Tending to plants là gì? Mày có xu hướng gì? Đây là chăm sóc. Chăm sóc. Còn đây là chăm sóc này. So let me have someone tend to your wound. Let me have someone tend to your wound. So, chăm sóc cây trồng ha, mình dùng tend to đi cho nó hồng. Tending to plants or flowers is a luxury for me. I don't have that much of free time in my hands. Vậy chỗ này mình có cái cụm từ mà tôi có rất nhiều thứ tôi phải lo, tôi phải làm là gì đó em liên quan tới cái gì á? Liên quan tới cái gì á? I have so much on my plate already. Busy with lots of things. Hoặc là em có thể nói I am up to my ears in work and study. To my apple work and study already. Đúng, ngập chìm trong cái công việc học hành rồi. Study thôi, mình study. Rồi, mình study. Đấy, up to my eyeballs. Thường thì mình sẽ nói up to my eye hoặc up to my nose. Up to my eyeballs thì nói chung cũng vậy. Nose, eyes, eyeballs. Rồi, ok. Rất là bực. I mean that up to my... Hoặc là tôi có thể tôi đang chết đuối trong đống công việc và học hành của tôi. I'm drowning in my I'm drowning. Work and study. Tôi đang chết đuối trong cái đống công việc học hành. Yeah, that's so us. I have so much homework. I'm drowning in homework. Yeah. I'm drowning in IELTS. Gosh, you know, in my whole life, I've never studied English this much. Right, every day, 2 hours every day is too much. So I work, but it's not a sense. It's just like enjoyment. When I work, I enjoy it. But when I learn IELTS, it's just like I'm forced to do it. I'm forced to grow, try for a better level. I know it's good for me. I know it's something I will appreciate later in life. But anyway, it's like a huge burden thinking about it. But yeah. Anyway, it helps much, right? Wow. Do you like to receive flowers? Mệt chưa em? Em phải đi làm đúng không? Yeah. Okay. And that's it for today. Dạ rồi. Thank you. See you. Dạ. Cảm ơn chị.